sau khi báo điện tử Dân Trí đăng tải clip dùng mình cảnh đồ dẫn với tử thần tại đường cao tốc nghìn tỷ, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng trên. Cụ thể, đội cảnh sát giao thông số 11 là cơ quan quản lý tuyến đường này đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tiến hành bắt giữ và xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm. 7 giờ sáng ngày 17 tháng 12, tại đại lộ Thăng Long, hàng trăm người dân đi xe máy vẫn vô tư đi vào đường cấm. Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, họ ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình và những người cùng tham gia giao thông. Nhiều người cố tình vít ga bỏ chạy, một số lượn lòng vòng thăm dò tình hình. Khi thấy cảnh sát giao thông đi ra chặn xe, họ quay đầu ngay lập tức và báo cho những người đi xe máy vào làn đường cấm lũ lượt bỏ chạy như thế này. Việc xử lý người vi phạm trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn. Nếu không khéo, có thể gây tai nạn cho nhiều người. Nguyên nhân chính là do những cái ý thức của người tham gia giao thông khi nhận thức rằng cái đường cao tốc to, đẹp là họ được quyền đi vào và đi một cách là không chấp hành theo đúng quy định của giao thông. Đặc biệt là trong những giờ cao điểm thì chúng tôi là bố trí lực lượng để đảm bảo xử lý một cách công bằng và khách quan và đảm bảo cho mọi người dân tham gia đúng theo quy định của luật giao thông đường bộ. Như là với 3 làn đường ô tô, 2 làn đi với tốc 100 km/h và 1 làn đi với tốc độ tối đa là 80 km/h, thì việc xe mô tô đi vào mà dừng cái phương tiện kiểm tra xử lý là cực kỳ khó khăn vì gây nguy hiểm cho chính những cái phương tiện xe ô tô được phép tham gia giao thông và họ đi đúng luật giao thông đường bộ. Cái thứ hai sẽ gây nguy hiểm đến chính tính mạng của người vi phạm điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc. Cái thứ hai là khi lực lượng chức năng làm trong nhiệm vụ thì xe mô tô sẵn sàng nhìn thấy lực lượng chức năng làm việc trên đường cách xa 200 m, họ đã sẵn sàng họ quay đầu lại chạy ngược chiều lại. Cái điều này cũng là mây gây bất ổn trong cái vấn đề về tham gia giao thông, đặc biệt là với phương tiện xe ô tô đi đúng cái luật giao thông đường bộ. Chỉ đi rẽ kia vào đây tí để đi đây. Một số trường hợp khi bị xử lý đều lấy một lý do duy nhất để bao biện cho hành động vi phạm của mình, đó là sợ muộn giờ làm. Rõ ràng, ý thức chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông của người dân chưa cao. Thông qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo với mọi người điều khiển xe mô tô rằng khi tham gia vào tuyến đại lộ Thăng Long nên đi đúng phần đường làn đường của mình, và khi đối với phương tiện xe ô tô khi thấy lực lượng chức năng cơ quan làm việc trên những lối ra của đường cao tốc thì cũng chủ động và ủng hộ lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, như là chúng ta là giảm tốc độ, như là chúng ta quan sát kỹ hơn, có thể là xe mô tô quay đầu lại, nên là cũng mong rằng các phương tiện xe ô tô đi đúng luật giao thông đường bộ nhưng cũng tham gia và ủng hộ cho chúng tôi làm việc quy định này.